Xin chào luật sư Khanh, Trà My xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp di trú Mỹ hàng tuần mỗi buổi tối thứ tư với luật sư di trú Khanh Phạm từ Texas, người có gần chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú và giúp đỡ cộng đồng hỗ trợ pháp lý liên quan đến lĩnh vực di trú, di dân. Xin chào luật sư Khanh ạ. Khanh xin chào chị Trà My và quý vị khán thính giả đài VOA. Dạ, trong suốt những cái loạt chương trình vừa qua mình nhắc tới rất nhiều những dạng visa làm việc, visa du học, visa bảo lãnh vân vân. Trong đó có những cái diện là từ đầu tư cho tới đi thực tập, đi học như thế nào, và mình đã nói tới vấn đề là trục xuất thì vẫn còn rất là nhiều những câu hỏi, nhưng mà chương trình phải tiếp tục bước tới, và nếu những câu hỏi nào mà quý vị và các bạn chờ lâu chưa thấy trả lời, xin vui lòng hỏi lại chúng tôi, tại vì có rất nhiều câu hỏi chúng tôi chắc chắn sẽ bỏ sót. Chương trình ngày hôm nay chủ đề nói về visa F2. Chữ F và số 2 đó là visa F2, có hai dạng A and B. Nói nôm na đây là những cái dạng mà người ở Mỹ có thẻ xanh, thường trú nhân thẻ xanh ở Mỹ có thể bảo lãnh thân nhân gia đình của mình. Và xin mời quý vị và các bạn tìm hiểu xem những người có thẻ xanh có thể bảo lãnh những ai, điều kiện như thế nào, thời gian bao lâu, nộp ở đâu. Và tất cả những câu hỏi liên quan xin mời gửi về phần bình luận ngay bên dưới chương trình. Lúc này chúng tôi bắt đầu chương trình và tiếp tục những câu hỏi sẽ trả lời quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay trực tiếp với luật sư Khanh. Xin luật sư Khanh vui lòng cho Trà My biết, nói một cách nôm na, visa F2 dành cho những ai và những điều kiện phải đáp ứng là gì, thưa luật sư? Dạ thưa chị, thì giống như chị nói, visa F2 á, thì nó chia ra thành hai loại, một là F2A và hai là F2B. F2A là cho những người thường trú nhân mà muốn bảo lãnh vợ chồng hoặc con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi. Thì cái lúc mà mình làm giấy tờ thì mình gửi giấy tờ vào cho sở di trú và họ sẽ cho mình cái dạng là F2A. Còn F2B là cho người thường trú nhân bảo lãnh con cái nào chưa lập gia đình mà đã quá 21 tuổi rồi. Thì một khi mình nộp những cái bộ hồ sơ như vậy vào sở di trú thì họ sẽ cho mình cái category là F2B. Thì cái sự khác biệt giữa A và B là cái ngày mình đợi để mà tới phiên mình lấy phỏng vấn để bên lãnh sự quán để mình qua Mỹ. Dạ, như vậy là F2A and B là người có thẻ xanh bảo lãnh vợ chồng hoặc con cái. A đó là con cái dưới 21 tuổi, mà B đó là con cái trên 21 tuổi, phải không ạ? Dạ đúng chưa. Và thưa chị thêm nữa là những người con này không có thể nào lập gia đình. Còn nếu mà đã lập gia đình rồi mà mình chưa làm giấy tờ bảo lãnh mà muốn bảo lãnh những người con như vậy thì họ phải, một là ly dị, hoặc hai là cái cuộc hôn nhân của họ coi như phải xóa bỏ, mình mới bảo lãnh họ được. Còn nếu mà mình đang làm giấy ly dị, mà mình ví dụ mình đang làm giấy bảo lãnh mà người con này họ lập gia đình thì cái hồ sơ đó sẽ bị bác hoàn toàn. Dạ vâng, tức là F2B dành cho những người có thẻ xanh bảo lãnh con của họ ở Việt Nam trên 21 tuổi, nhưng với điều kiện là đừng lập gia đình nhé. Nếu lập gia đình thì không có rơi vào trường hợp này. Yeah. Dạ vâng, F2A và F2B khác nhau ở cái thời gian hồ sơ chờ đợi được xét duyệt. Xin luật sư cho biết thời gian của mỗi trường hợp như thế nào? Dạ thưa chị, bây giờ dạng F2A á, thì sở di trú họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 12 năm 2015. Có nghĩa là ví dụ bây giờ mình nộp giấy tờ thì cái thời gian mình đợi sẽ cỡ 2 năm tới rồi mới tới phiên của mình để phỏng vấn để đi qua mình. Vâng, Trà My xin lỗi luật sư rất nhiều, là hiện bây giờ có chút trục trặc kỹ thuật, bên kỹ thuật báo là không còn hình của ông nữa. Chúng ta phải tạm ngưng cuộc gọi này, trở lại với cuộc gọi khác ngay trong cái giây kế tiếp. Xin quý vị đừng rời máy nha. Cảm ơn quý vị. Dạ vâng, bây giờ Trà My đã có lại luật sư Khanh Phạm trên đầu dây. Quý vị và các bạn vẫn nghe và vẫn thấy được hình phải không ạ? Xin mời cho Trà My những cái bình luận nếu quý vị và các bạn gặp trở ngại kỹ thuật nhé. Dạ thưa, xin mời luật sư cho Trà My hỏi lại câu hỏi lúc nãy là hồ sơ F2A và F2B khác nhau về thời gian chờ đợi thế nào? Dạ thưa chị, là F2A á, bây giờ thì sở di trú họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 12 năm 2015. Có nghĩa là nếu mà bây giờ mình nộp giấy tờ thì cái thời gian mình đợi từ lúc mình nộp giấy tờ tới lúc mà cái người mình muốn bảo lãnh được gọi đi phỏng vấn á, thì cỡ là 2 năm dưới dạng F2A. Còn dạng F2B thì bây giờ sở di trú họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 11 năm 2010. Thì ví dụ bây giờ mình làm giấy tờ thì cái thời gian mình đợi cũng cỡ là 7 năm tới phiên mình để gọi cái người bảo lãnh đi phỏng vấn ở bên lãnh sự quán. Dạ, như luật sư nói là F2A, người có thẻ xanh bảo lãnh vợ chồng hoặc con thì là 2 năm,
con chưa chưa tới 21 tuổi thì là hiện bây giờ chờ đợi khoảng 2 năm. Nếu F2B vợ chồng hoặc con trên 21 tuổi thì thời gian chờ để đợi hiện bây giờ là 7 năm phải không ạ? Dạ, thưa chị, cho em sửa lại. Là F2B là người thường trú nhân bảo lãnh con cái chưa lập gia đình trên 21 tuổi thôi. Còn F2A là coi như là bảo lãnh vợ chồng và con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi. À vâng, à tức là cái dạng A đó là vợ chồng, còn cái dạng F2B đó là không có kể vợ chồng mà là cho những đứa con trên 21 tuổi chưa lập Dạ gia đình. đúng. Dạ xin Dạ. lỗi. Dạ Trà My nhắc lại như vậy để cho quý vị phân biệt rõ ràng nha. Nếu mà còn những cái thắc mắc gì xin vui lòng cứ gửi câu hỏi kịp theo đây. Thưa luật sư nói là cái thời gian chờ đợi nó có khác nhau như vậy, nhưng mà bây giờ nói cái chuyện bảo lãnh á, thì ngoài cái chuyện thời gian còn cái điều kiện tài chính cũng là một cái điều kiện rất quan trọng. Thì cái người mà thẻ xanh ở Mỹ khi họ mở hồ sơ bảo lãnh cho vợ chồng hoặc con cái trên hoặc dưới 21 tuổi thì cái điều kiện tài chánh bắt buộc đối với mỗi đầu người như thế nào thưa luật sư? Dạ thưa chị, thì cái lúc mà tới gần khi mà mình gọi làm hồ sơ để gọi đi phỏng vấn, tới lúc đó mình mới lo về vấn đề tài chính. Thì giống như Khanh nói thì với chị, thì lúc mà mình mới bắt đầu mình mở hồ sơ thì mình điền cái đơn I-130 với sở di trú. Mình gửi cái đó, bộ hồ sơ đó vào cho sở di trú, xong mình ngồi đợi. Mình ngồi đợi tới lúc nào cái ngày priority day của mình nó mới tới phiên của mình để mà đi phỏng vấn á. Thì tới lúc đó mình mới làm cái bộ giống như là cái bộ giấy tờ kế tiếp để gửi lên cho trung tâm thị thực, cái đó bao gồm cái đơn bảo trợ tài chánh và cái mức lương của cái người đứng ra mà bảo lãnh bên này á, thì cũng tùy theo mình bảo lãnh bao nhiêu người và tùy theo mình khai thuế như thế nào ở bên này. Ví dụ bây giờ Khanh chỉ dùng Khanh làm một ví dụ, bây giờ Khanh là độc thân, Khanh làm cỡ bốn mấy năm, 45.000 một năm chẳng hạn, và bây giờ Khanh muốn bảo lãnh vợ của Khanh và một người con của Khanh bên Việt Nam, thì tính cái household size của Khanh thì là một mình Khanh thôi, tại vì Khanh không có cái người nào mà để mà Khanh claim là dependent, và Khanh sẽ tính hai cái người, người vợ và cái người con của Khanh bên Việt Nam Khanh muốn bảo lãnh, là cái gia đình của Khanh sẽ là cộng cộng là số 3. Ba vâng. Nên vì vậy bây giờ sở di trú cái mức lương mà họ cần tối, mức lương tối thiểu mà họ cần cho cái đơn bảo trợ tài chánh cho ba người á, là bây giờ hiện tại họ tính là 26.000. 26.000 cho 3 người, như vậy chia ra đầu người mình có thể nói du di là khoảng chừng 7-8.000 một người phải không luật sư? Dạ cái đó cũng tùy chị, tại vì nếu mà tại vì cái này nó đi theo cái Federal Poverty Guideline đó chị, thì mà theo cái Federal Poverty Guideline thì cái mức lương cái bắt đầu hai người thì là 19.000, 20.000, sau đó cứ cắt nhau 5.000, mỗi người 5.000 cho nó chắc ăn. Thì nếu như vậy bây giờ nếu mà Khanh muốn bảo lãnh cho bốn người đi chẳng hạn, thì mình sẽ cứ mỗi người mình cộng thêm 5.000 nữa vào. Và cái này á, là chỉ nói là nếu mà cái người bảo lãnh mà họ có đi làm, ví dụ mà họ có đi làm mà cái mức lương họ không đủ, thì bây giờ ví dụ Khanh nói cái trường hợp của Khanh đi, thay vì Khanh làm là 45.000, bây giờ Khanh chỉ làm 20.000 thôi, Khanh chỉ khai là 20.000 và cái mức lương mà Khanh cần là 26.000, thì trong cái trường hợp này mình có thể thế chấp tài sản hoặc là tiền bạc của mình vào để mà cho giống như lắp lại cái sự thiếu thốn đó. Thì cái bài toán là coi như mình lấy cái 26.000 mình trừ 20.000 có nghĩa là 6.000. 6.000 đó mình nhân 5, nhân con số là 5 là 30.000. Rồi, nếu mà mình có thể thế chấp có nghĩa là mình nói mình có tài sản, có nghĩa là nhà cửa, mà nhà cửa mình trả cái số tiền vốn trong đó là đã hơn 30.000 hay 35.000 đó, thì mình có thể dùng cái đó để mình thế chấp vào mà mình không cần phải nhờ một cái người đứng ra làm bảo trợ tài chánh chung với mình. Và mình có thể coi như là thế chấp bằng của cải trong nhà cửa là một, tiền mặt của mình trong tài khoản ngân hàng là hai, và cái thứ ba là những cái investment account với những cái số tiền mình đầu tư vào trong tài tài giống như chứng khoán chẳng hạn. Mình có thể dùng ba cái đó để mình thế chấp, và nếu mà làm sao mình làm đủ cái con số đó thì mình không có cần cái người đứng ra để mà làm cái bộ bảo trợ tài chánh cho mình. Dạ, nếu không đủ thì mình nhờ một người đứng ra gọi là đồng bảo trợ với mình phải không thưa luật sư? Và À cái đúng. điều kiện đối với cái người gọi là cosign, nó đồng bảo trợ đó như thế nào ạ? Dạ thưa chị, cái điều kiện với cái người cosign nó là, một là họ phải có, một là người họ là quốc tịch Mỹ hoặc là thường trú nhân, hoặc hai là họ có một cái visa để mà đi làm bên này, mà cái visa đi lâu làm lâu dài giống như Khanh nói là với chị là cái loại L1 hoặc là H1B chẳng hạn. Và sau đó nữa là cái mức lương của họ phải ít nhất là đầy thừa cái hơn cái số tiền mà sở di trú họ cần. Tức là thí dụ như Và nói hai nếu mà chục trong ngàn thì tình người đó trạng phải lương trên 20.000.
Nếu mà cái số mà mình sở di trú họ cần 26.000 mà cái lương của người này 20.000 thì họ vẫn có thể thế chấp tài sản của họ vào được nữa nếu nếu mà cần thiết. Còn thông thường lúc mà Khanh làm hồ sơ mà thân chủ họ cần cái người đứng ra để mà co-sign đó, thì Khanh lúc nào Khanh cũng phải coi là cái người co-sign này, Khanh cũng không có thích thế chấp tài sản vào. Khanh muốn là cái người co-sign này họ vẫn có đầy đủ cái số tiền trong cái lúc mà họ khai thuế để mà làm giấy bảo trợ tài chính, chứ không á, thì có nhiều lúc sở di trú họ cứ đòi qua đòi lại để chứng minh này chứng minh nọ, có nghĩa nó kéo dài cái hồ sơ của mình. Vâng, thưa luật sư, cái điều kiện để bảo lãnh là cái điều kiện tài chính. Và bây giờ với những cái người mà mình bảo lãnh qua đây đó, mình có bị ràng buộc với xã hội, với sở xã hội Mỹ, với chính phủ Mỹ là mình phải ràng buộc điều kiện là mình phải chịu trách nhiệm bao nhiêu năm bảo bọc tài chính cho những người mà mình bảo lãnh, mỗi người bao nhiêu năm, và trong suốt cái thời gian đó thì người đó sẽ không phải là lệ thuộc vào xã hội Mỹ đó. Thì xin luật sư cho biết là cái người bảo trợ chính và người đồng bảo trợ chịu trách nhiệm như thế nào trong thời gian bao lâu? Dạ thưa chị, câu hỏi này của chị rất là hay. Thông thường lúc mà mình làm cái đơn bảo trợ tài chánh thì cái đơn bảo trợ tài chánh lúc mà mình đọc cái nội dung nó nói là mình sẽ có trách nhiệm một trong hai trường hợp nhé. Một là cái nào tới trước, một là 10 năm từ cái ngày là cái người đó đặt chân qua nước Mỹ, hoặc hai là cái ngày cái người mình làm cái bảo trợ tài chánh họ qua đây và họ nhập tịch, họ thành công để mà làm cái giấy nhập tịch và trở thành công dân Mỹ. Thì cái nào tới trước thì tới lúc đó cái trách nhiệm của mình mới hết. Thông thường những người thường trú nhân họ qua đây sau khi họ có thẻ xanh trong vòng 5 năm, Khanh nói chỉ thông thường đó. Họ có thẻ xanh trong vòng 5 năm thì họ có thể làm cái đơn để nhập tịch. Và sau khi họ nhập tịch có nghĩa là cái trách nhiệm của cái người đứng ra làm bảo trợ tài chánh coi như là không còn nữa. Và nếu mà cái người mình bảo trợ qua đây đó mà họ cưới một cái người có quốc tịch Mỹ thì họ có thể xin nhập tịch trong vòng 3 năm thay vì 5 năm. Thì tới lúc đó thì cái trách nhiệm của mình nó sẽ coi như là nó sẽ cắt đứt nhanh hơn thay vì 5 năm hoặc 10 năm. Thì đó đó là cái thời gian mà mình phải có trách nhiệm. Và cái thứ hai, thông thường trong những cái đơn bảo trợ tài chánh này á, thì đúng là mình không có thể nào cho những cái người mình điền cái đơn này họ qua đây để mà coi như họ là một cái public charge, có nghĩa là họ Gánh dùng nặng những xã cái hội. đúng tệ nạn xã hội đó. Thì nếu mà mình để cho họ như vậy á, thì họ chính những người này họ có thể kiện mình. Và họ kiện thông thường Khanh thấy những cái bộ hồ sơ như vậy ở trong những cái bộ hồ sơ hôn nhân á, thì chồng bảo lãnh vợ qua và chồng không có cho vợ đi làm và vợ ở nhà, xong hai người ly dị, xong vợ mới đưa cái đơn bảo trợ tài chánh này ra trước quan tòa nói là thưa quan tòa, ông chồng tôi ông bảo lãnh qua tôi qua mà ông không cho tôi đi làm, và bây giờ hai người chúng tôi ly dị và tôi không có tiền nên bây giờ bắt buộc là ông phải trả cái số tối thiểu cho tôi là ít nhất là 15.000. Theo cái Federal Poverty Guideline đó thì mình phải trả cho họ đúng 125% của cái Federal Poverty Guideline. Thì theo cái tổng số của 2017 thì hiện tại con số đó cỡ là 15.000 một năm. Có vài trường hợp đó có xảy ra mà khi người vợ họ kiện người chồng lúc mà họ ra tòa ly dị, họ nói là họ không có thể đi làm được bởi vì lúc họ qua trước giờ chồng bắt họ ở nhà, nên có nhiều quan tòa gia đình họ áp dụng cái đơn bảo trợ tài chánh đó, họ nói đây là một cái hợp đồng, cho dù quý vị ký đây là một cái hợp đồng mà quý vị nói với sở di trú là quý vị sẽ không có để cho cái người này lăn vào trong cái tình trạng coi như bị là tệ nạn của xã hội đó. Gánh nặng xã hội. Dạ vâng, nhưng mà thưa luật sư, đó luật sư vừa nói cái ví dụ đó là chính cái người đó trong trường hợp mà họ bị cái vấn đề gì đó rồi họ kiện ngược lại cái người bảo trợ mình, nhưng mà cũng có thể cũng những cái trường hợp khác, tức là hai người không kiện nhau nhưng mà ngoài xã hội, tức là sở xã hội hay là những cái nơi nào mà cái người được bảo lãnh sang đây họ đi kiếm cái sự giúp đỡ về tài chánh đó, thì họ có thể khiến cho cái người bảo lãnh họ bị kiện tụng hay không từ phía xã hội? Dạ thưa chị, thông thường thì đáng lẽ cái chuyện đó có thể xảy ra. Giống như ví dụ cái người đó họ qua đây mà họ đi xin food stamp hoặc là họ đi xin mấy cái Medicaid đi chẳng hạn Dạ, cho trợ cấp khám sức về khỏe, lương, trợ dạ, cấp đồ về sức ăn, khỏe thức đó. uống, trợ cấp về bảo hiểm y tế chẳng hạn. Vâng. Thì thông thường trên cái cái luật pháp thì mình coi đã coi như là gánh nặng của xã hội rồi. Thì đó, nhưng mà cái này nó đòi hỏi là những cái chính quyền mà những cái chương trình đó họ phải đi kiện ngược lại cái người mà họ làm cái đơn bảo trợ tài chánh. Khanh trước giờ Khanh chưa có thấy những cái trường hợp đó xảy ra. Khanh chưa tôi thấy có nghĩa là không có nghĩa là nó chưa có xảy ra. Nhưng mà
Khanh có nghe, có lại thấy là cũng là có nhưng mà rất là hiếm. Thay vì giống như cái trường hợp mà Khanh nói hai vợ chồng ly dị mà người vợ họ muốn áp dụng cái đơn bảo trợ tài chánh đó, thì cái đó nó xảy ra nhiều hơn là cái trường hợp mà cái chương trình cho bảo trợ về vấn đề sức khám sức khỏe chẳng hạn mà họ đi kiện ngược lại cái người mà làm cái đơn bảo trợ tài chánh. Cái đó thì nó hiếm hơn. Vâng, tại vì ngay cái lúc mà anh làm đơn bảo lãnh đó là anh đã cam kết là có trách nhiệm bảo trợ cho người này về mặt tài chính trong suốt 10 năm, thì 10 năm đó cái người được bảo lãnh đó họ không phải là một gánh nặng của xã hội Mỹ, mà nhất là trong cái thời chính quyền của Tổng thống Trump thì mọi chuyện nó siết chặt hơn. Ông Trump phản đối cái chuyện là những di dân tới đây làm gánh nặng của nước Mỹ, thì cái điều kiện này là một trong những cái quy định mà những người bảo lãnh và những người được bảo lãnh cần phải ghi nhớ, vì chưa có trường hợp xảy ra bị kiện không có nghĩa là nó không xảy ra, có thể là Dạ người đúng. ta chưa bị phát hiện hoặc là vì lý do nào đó. Nhưng mà nếu cái người được bảo lãnh qua đây mà đi xin trợ cấp xã hội đó cũng có thể là một nguy cơ khiến cho người đã mở hồ sơ bảo lãnh gặp rắc rối, phải không ạ? Dạ đúng chị, rất đúng ạ. Dạ. Thưa luật sư, hiện bây giờ xin tạm ngưng cái chủ đề F2 để mình trả lời những câu hỏi để tránh cho quý vị khán thính giả chờ lâu những cái thắc mắc mà sốt ruột nhé. Mình đang nói về thẻ xanh bảo lãnh vợ chồng con cái, nhưng mà Trà My tạm ngưng trong đôi phút để trả lời những câu hỏi của các bạn và mình sẽ trở lại với thẻ xanh bảo lãnh vợ chồng con cái tiếp nha. Vâng, câu hỏi đầu tiên, khi nào có live cho dạng bảo lãnh F4? Dạ thưa, F4 đã thực hiện rồi. Xin mời quý vị và các bạn coi lại những chương trình trước vào Facebook của Đài Voa đó, kiếm lại những video cũ hoặc là trên trang chính của Đài Voa ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi có cái phần hỏi đáp di trú trực tiếp đã lưu lại và quý vị cứ lần vào những cái chương trình cũ đó thì sẽ có F4. Vâng, Mỹ Linh hỏi, một người đi du lịch sang Mỹ muốn xin chuyển diện từ du lịch sang du học trong thời điểm này được không? Xin cảm ơn luật sư. Dạ thưa chị, câu trả lời của chị thì được, Khanh cũng đã làm những cái hồ sơ như vậy rồi, nhưng mà bây giờ thì mình phải tính trước, coi như đây là một cái ván cờ chẳng hạn, lúc nào Khanh cũng thích dùng cái ván cờ này. Thì nói chung là nếu mà chị đi du lịch qua nước Mỹ, chị phải đợi ít nhất là 90 ngày, ít nhất là 90 ngày sau khi chị qua đây, rồi tới lúc đó chị mới bắt đầu chị làm giấy tờ để mà coi như là chuyển 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 dạng từ B1 qua F1. Thì trong cái 90 ngày đầu tiên chị có thể đi nói chuyện với trường, cái người designated school official đó, thì coi như mình chị có thể nói chuyện với họ, nhưng mà đừng có gì trên giấy tờ hết đó. Những giấy tờ chính thức, những gì mà chị sẽ ký với trường sẽ là xảy ra sau khi 90 ngày. Thì sau khi 90 ngày đó chị có thể có cái trường họ cho chị cái I-20 và làm cái đơn bảo trợ tài chánh. Tới lúc đó chị có thể trả cái số tiền service và xong chị làm cái đơn để mà chuyển chuyển dạng từ B1 qua F. Và sau đó nữa thì thông thường cái visa của chị sẽ không phải cái visa mà cái thời gian mà chị ở đây nó sẽ hết hạn, bởi vì cái B1 chỉ ở có thể 6 tháng thôi. Thì sở di trú họ đòi hỏi là khi mà cái thời gian của chị ở đây gần hết hạn rồi đó, chị phải xin gia hạn lại thêm một lần nữa. Trước đây á bắt đầu từ hồi trước tới cỡ năm đầu tháng 9 đây nè, thì sở di trú họ nói là họ không có cần mình xin gia hạn cái B1, B2. Nhưng mà bây giờ sở di trú họ bắt buộc là mình phải gia hạn cái B1, B2 trong lúc mình làm cái đơn chuyển dạng từ B qua F. Tại vì cái thời gian mà sở di trú họ dùng để họ duyệt cái đơn chuyển dạng từ B qua F á, thông thường từ 6 tới 9 tháng, có nhiều lúc họ kéo dài tới nguyên cả năm lận. Thì nếu mà chị muốn làm như vậy, chị muốn thuê một người luật sư á, thì cái người luật sư họ phải biết như vậy nhé. Còn nếu mà họ không có xin cho chị xin gia hạn á, thì cái hồ sơ của chị họ sẽ có vấn đề và sở di trú coi như sẽ bác đi cái hồ sơ chuyển dạng của chị. Cảm ơn luật sư Lộc Đỗ. Cháu của tôi đi phỏng vấn du học rớt 2 lần, bây giờ có nên làm thủ tục phỏng vấn nữa không ạ? Dạ thưa chú, là chú phải coi lại cái quá trình và cái lý do tại sao sở di trú họ lãnh sự quán họ lại coi như là bác đi cái đơn xin cái đơn xin visa đi du học. Có thể cháu nghĩ là có nhiều lúc là tại vì cái người cháu của chú không có đầy đủ bằng chứng để mình chứng minh là sau khi học sẽ quay về lại Việt Nam để ở đó. Thì nếu mà mình có thêm những gì giống như là cháu có đứng tên sổ đỏ hoặc là có bố mẹ, có anh chị em hay gì đó thì có thể cái cơ hội nó sẽ cao hơn. Còn nếu mà mình cứ lấy cái bộ hồ sơ đã bị bác rồi mà mình lặp y lại như vậy để mình nộp với sở với lãnh sự quán để xin cái visa lại nữa thì cái cơ hội họ bác lại cũng rất là cao, bởi vì mình phải thay đổi cái gì đó trong cái bộ hồ sơ cũ.
để mà chứng minh thêm, chứ mình đừng có giữ nguyên cái bộ hồ sơ để mình nộp lại để rồi xong mình sẽ bị bắt tiếp. Vâng, để coi coi cái lý do vì sao mà mình chưa thuyết phục được họ thì mình bổ túc ngay cái lý do đó. Vâng, câu hỏi của Nguyễn Văn Tuấn, con tôi có thẻ xanh, vậy khi nào bảo lãnh vợ của con tôi qua được, hồ sơ đã nộp tháng 9 2017. Dạ thưa chú, thì nếu mà hồ sơ đã nộp tháng 9 2017 thì bây giờ cái sở di trú họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 12 năm 2015. Thì có nghĩa con của chú sẽ đợi, cái người vợ của con chú đợi ít nhất là 1 năm 9 tháng nữa mới tới phiên để mà xin cái visa để mà qua Mỹ ạ. Dạ, Đạt Trần có thông tin là visa L1 bị đình chỉ, có đúng không luật sư? Dạ thưa anh không phải ạ, visa L1 vẫn tiến hành như thông thường. Dạ, Anna Lê, mẹ em có thẻ xanh bảo lãnh em diện F2B bao nhiêu năm hả anh? Dạ thưa chị, bây giờ sở di trú họ mới duyệt cái diện F2B tới ngày 22 tháng 11 năm 2010. Thì bây giờ chị phải coi lại cái đơn, cái hóa đơn của sở di trú họ gửi cho mẹ chị lúc mà bác mới gửi cái hồ sơ vào á, nó sẽ có cái ngày priority date. Cái ngày priority date là cái ngày mà sở di trú họ nhận được cái hồ sơ bảo lãnh này. Mình so cái ngày priority date đó với cái ngày 22 tháng 11 năm 2010 và mình sẽ biết cái thời gian mình đợi sẽ còn là bao lâu. Dạ, Diễm Trần nộp hồ sơ bảo lãnh mẹ hồi tháng 6 năm nay. À, khi nào giấy tờ mới được chấp thuận thưa luật sư? Dạ thưa chị, nếu mà chị nộp giấy tờ mà chị bảo lãnh cho mẹ của chị có nghĩa là chị người có quốc tịch đúng không? Nếu mà chị là người có quốc tịch thì tháng 6 năm nay thì đáng lẽ cái đơn I-130 sẽ được chấp thuận trong vòng cái thời gian rất là ngắn. Và nếu mà chị làm giấy tờ hoàn tất hết thì mẹ của chị có thể qua đây trong vòng em nghĩ là cỡ tháng 7, tháng 8 năm tới nếu mà mọi việc tiến hành rất là đúng. Dạ, Giang Gia Phú, thưa luật sư, dì của bạn có ý định bảo lãnh gia đình bạn, nhưng mà nghe nói là chính sách bảo lãnh thay đổi, vậy hồ sơ còn được tiếp tục không? Dạ, thưa bạn, cái câu này không trả lời không được, tại vì bây giờ luật vẫn là họ chưa có thay đổi về gì về luật pháp bảo lãnh. Nếu mà bạn muốn làm giấy tờ bảo lãnh hoặc là gia đình muốn làm giấy tờ bảo lãnh thì vẫn cứ làm, tại vì chưa có gì để mà ngăn cản mình để làm những cái giấy tờ bảo lãnh cho những cái bộ hồ sơ này hết cả. Dạ, câu hỏi kế tiếp, bà nội em có thẻ xanh rồi, bao nhiêu năm nữa mới bảo lãnh em được thưa luật sư? Dạ thưa bạn, bà nội bảo lãnh cháu được không? Ông bà nội không có thể nào bảo lãnh cháu được tất cả. Không thể nào. Cho dù ông bà nội trở thành có người có quốc tịch nữa cũng không có thể bảo lãnh cháu được. Dạ. Giang Gia Phú hồi nãy mới hỏi về dì bảo lãnh gia đình đó, thì bạn nói là năm nay bao nhiêu năm nữa gia đình em có thể qua Mỹ và gia đình em đã quá 21 tuổi hết rồi. Dạ thưa bạn, một lần nữa Khanh không có biết ngày priority date của bạn, nên bây giờ Khanh không có biết cách trả lời như thế nào. Và nếu mà quá 21 tuổi thì cũng tùy tùy theo cái bài toán mà Khanh có nói với chị Trà My cách đây cũng mấy chương trình rồi đó. Thì mình lấy cái ngày mà sở di trú họ chấp thuận là cái hồ sơ I-130, xong mình phải đợi tới lúc nào cái hồ sơ này được tới cái lúc mà mình đi phỏng vấn để mà mình xin cái visa á. Thì mình lấy cái tuổi của những người ngay lúc đó, mình lấy cái ngày mà sở di trú chấp thuận, mình trừ cái ngày mà mình gửi vào cho sở di trú. Và xong ví dụ là cái ngày, ví dụ sở di trú dùng 4 năm để mà chấp thuận cái hồ sơ. Rồi, tới lúc mà tới phiên mình đi á, thì những người này, những cái người mà được bảo lãnh coi như họ là 24 tuổi rồi đó. Mình lấy cái 24 tuổi mình trừ 4 năm đó, là họ dưới 21 tuổi thì họ có thể đi. Nhưng mà bây giờ cái bài toán này Khanh không có biết áp dụng như thế nào cho gia đình của chị, bởi vì Khanh không có biết ngày priority day của hồ sơ của chị là như thế anh nào. Có thể bổ sung về cái ngày đó cho ngày priority day cho luật sư sau ha, để mà và cái thứ hai là cái Khanh cần cái ngày của về cái vấn đề cái ngày chấp thuận của sở di trú với cái hồ sơ này nữa. Dạ. Và ngày chấp thuận và ngày mà hồ sơ nó có cái trên cái giấy đó nó đề priority day đó, bạn cung cấp lại cho luật sư. Nguyễn Đức Thành, có rủi ro nào mà trường hợp F2B mẹ có thẻ xanh bảo lãnh con trên 21 tuổi bị bác không? Dạ thưa anh có chứ, trong những cái trường hợp này là một là có ví dụ có người mẹ này không phải là mẹ ruột của cái người con họ muốn bảo lãnh là một, hoặc hai cái người con này trong cái thời gian bảo lãnh họ lập gia đình, hoặc ba người con này họ phạm tội giống như những cái tội hình sự chẳng hạn, tới lúc mà đi phỏng vấn thì sở di trú họ biết nên họ có thể bác những cái hồ sơ này. Vâng. Có nhiều trường hợp cái hồ sơ như có thể bị bác ạ. Dạ, Vinh Kevin Nguyễn hỏi là con lãnh mẹ già ngoài 70 tuổi đi du lịch Canada, bà muốn lãnh theo đứa cháu ngoại để chăm sóc có được không? Bạn hỏi tới du lịch Canada thì nó cũng hơi khác với lại lĩnh vực của chúng tôi đang nói chuyện ở đây là di trú Mỹ.
luật sư có bình luận gì Dạ không? thưa anh, em là không biết gì hết về luật di trú bên Canada hết cả. Cái câu trả lời này em muốn trả lời nhưng mà em trả lời cũng không được. Vâng, Katie Hồ cho em hỏi hồ sơ F2B thường trú nhân bảo lãnh chồng. Nếu người được bảo lãnh ở Việt Nam đủ 2 năm kể từ ngày hồ sơ được chấp thuận, thì lúc mình qua Mỹ sẽ được thẻ xanh 10 năm luôn không? Còn nếu dưới 2 năm thì mình sẽ được thẻ xanh 2 năm, có đúng không ạ? Câu hỏi của chị rất là hay. Thông thường á thì những người thường trú nhân mà muốn bảo lãnh vợ chồng của họ thì cái thời gian họ đợi ít nhất cũng là 2 năm. Thì chị nói rất là đúng. Sở di trú họ tính cái bài toán như vậy. Họ nói nếu mà mình làm giấy tờ bảo lãnh cho người vợ hoặc chồng của mình á, ngay cái ngày mà mình có cái thẻ xanh của mình nhé, cái ngày mà mình đã đặt chân vào nước Mỹ hoặc là cái ngày sở di trú họ cấp cho mình cái thẻ xanh đó, nếu mà cái tuổi của cái của cuộc hôn nhân của mình đã là 2 năm hoặc là hơn 2 năm rồi, thì tới lúc đó sở di trú họ phải cho mình cái thẻ xanh vĩnh viễn, có nghĩa là cái thẻ xanh 10 năm. Hoặc là cái thứ hai, nếu mà cái ngày mình có thẻ xanh á mà cái tuổi của cái cuộc hôn nhân của mình chưa đủ 2 năm thì yes, tới lúc đó họ sẽ cho cái thẻ xanh của mình chỉ có hạn 2 năm thôi, và sau đó mình phải xin cái đơn I-751 để remove cái condition để mình có cái thẻ xanh vĩnh viễn. Vâng, diễn trần diện EB3 còn nhận đơn không, luật sư? Dạ thưa chị, EB3 họ lúc nào họ vẫn còn nhận đơn hết ạ. Họ Dạ. không có, em chưa có biết là họ cắt đi ạ. Dạ, Thái Nguyễn, con gái có thẻ xanh 10 năm có thể bảo lãnh ba mẹ định cư hay không? Hay là phải có quốc tịch mới bảo lãnh được ba mẹ? Dạ thưa anh, người thường trú nhân họ không có thể nào bảo lãnh bố mẹ được cả. Phải đợi cái người con của anh nhập tịch rồi xong mới làm bảo giấy tờ bảo lãnh cho anh chị Vâng, Trần Hoàng Yến, nếu có thẻ xanh rồi, khi nào bảo lãnh chồng qua được? Dạ thưa chị, một khi chị có thẻ xanh chị có thể quay ngược lại làm giấy tờ bảo lãnh cho chồng của chị liền. Nhưng mà cái này chị phải coi lại, tại vì nếu tùy theo chị có thẻ xanh như thế nào, và cái này nó cũng hơi, tại em không biết chị có thẻ xanh như thế nào, mà ví dụ cái này nói chung nếu mà chị muốn hay em có thể trả lời cho chị rõ hơn. Nhưng mà nếu trừ hết đi mọi cái sự việc ngoài nhé, thì một khi chị có thẻ xanh chị có thể quay ngược lại chị bảo lãnh chồng chị liền, thì không cần phải đợi. Nguyên Khoa, bố mẹ em đã có thẻ xanh làm hồ sơ tháng 10 năm ngoái. Hiện em đã 21, trên 21 tuổi, diện F2B đúng không? Và bao nhiêu năm thì được tới lượt em? Dạ thưa anh đúng ạ. Thì nếu mà cái hồ sơ của ba má của anh gửi cho hồ sơ di trú là năm ngoái mà bây giờ anh đã 21 tuổi thì anh sẽ chuyển qua cái dạng F2B. Và nói chung là nếu mà làm năm ngoái 2016 thì bây giờ sở di trú họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 11 năm 2010, thì coi như là anh sẽ đợi cỡ 6 năm nữa, 6 năm tùy. Làm thế nào để theo dõi được cái tiến trình mình tới đâu đó, thưa luật sư? Dạ trước hết đó là anh có thể lên anh Google chẳng hạn, anh điền cái chữ Visa Bulletin, VISA Bulletin là giống như cái bảng đó, BULLETIN, và xong anh cứ mỗi tháng cái ngày này nó sẽ nhích lên hoặc nó đi ngược lại, thì anh coi cái ngày đó lúc nào nó trùng với cái ngày mà ba má anh làm cái hồ sơ cho anh đó, thì tới lúc đó là mình mới biết là mình có thể tiến tới trung tâm thị thực để làm Dạ. cái bước kế tiếp để mà Vâng, qua đây. Yến Thủy, hồ sơ F3 tới năm tháng nào rồi, thưa luật sư? Dạ thưa chị, hồ sơ F3 bây giờ mới duyệt tới ngày 8 tháng 9 năm 2005. Dạ, Diễm Trần, câu hỏi lúc nãy EB3, luật sư có làm hồ sơ cho diện hợp tác lao động EB3 không? Thời gian visa chờ đợi bao lâu? Dạ thưa chị, văn phòng thì không có làm, nhưng mà nếu mà chị muốn em có thể nếu đưa chị giới thiệu cho chị với một cái người luật sư khác họ làm. EB3 nếu mà mình làm được thì cái thời gian đợi cũng không có lâu lắm đâu. Theo em biết là bây giờ nó là current, có nghĩa là mình có, một khi cái labor certification của mình nó được chấp thuận và mình làm cái đơn I-140 á, một khi cái I-140 nó được chấp thuận mình xin thẻ xanh đi luôn ạ. Dạ, Không Vi có cần Hồ. phải đợi đâu. Dạ, cho em hỏi, em có thể bảo lãnh vợ em qua với thẻ xanh đó thì bao lâu vợ em có thể thi quốc tịch? Dạ thưa anh, nếu mà anh bảo lãnh vợ của anh qua và vợ anh có thẻ xanh á, thì vợ anh phải ít nhất đợi ít nhất là 5 năm từ cái ngày vợ anh có thẻ xanh mới nhập tịch, nên mới xin nhập tịch được ạ. Dạ. À, Vi Trương, ba mẹ em được dì bảo lãnh diện F4 năm 2006. Hiện nay em đang ở Mỹ và có quốc tịch, muốn nộp hồ sơ bảo lãnh ba mẹ thì có ảnh hưởng tới cái hồ sơ F4 đã mở không? Dạ thưa thưa bạn, thưa chị, nếu mà chị có quốc tịch thì chị làm cái bộ giấy tờ này thì ba má chị sẽ qua đây trong vòng 1 năm. Thì cái dạng F4 mà người cô của chị đã làm giấy tờ cho ba má của chị thì làm 2006, có nghĩa bây giờ nếu mà mình đợi cái hồ sơ đó đó thì phải đợi ít nhất là 2 năm nữa ông bà mới được qua.
mà bây giờ chị có quốc tịch mà chị muốn ông bà qua sớm thì chị làm cái bộ hồ sơ mới cho ông bà, thì ông bà trong vòng 1 năm sẽ qua thôi, thay vì đợi 2 năm thì mình cắt đứt cái thời gian đó lên nhanh thôi. Dạ, thưa hồi nãy có một cái câu hỏi tương tự với Trung Quang Nguyễn nha, tức là muốn đi du lịch Mỹ mà bị từ chối một lần thì làm sao? Thì bạn coi lại cái lúc bạn phỏng vấn á, những cái yếu tố nào khiến cho người ta không tin tưởng mình có cái sự ràng buộc phải quay về, thì bạn bổ túc ngay cái yếu tố mà mình còn thiếu sót đó. Đoàn Châu, diện F2B, ba mẹ thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, có thể nhờ luật sư và đi trước thời gian 7 năm trở lại không? Thí dụ nhờ luật sư làm sao mà được, chỉ được 3-4 năm thôi, được không ạ? Dạ thưa bạn, không có cách nào làm như vậy, bởi vì sở di trú là cái người họ đưa ra những cái ngày này, mình không có thể nào cắt cái ngắn cái ngày này được, mình phải theo, tại vì có nhiều người cũng trong tình trạng giống như bạn, họ phải đợi tới phiên của họ mới đi, Dạ cái này vâng. mình không có thể cắt ngắn được. Nếu mà người luật sư nào họ nói họ cắt ngắn được thì cái đó chị phải để ý nhé. Dạ, thời gian không còn nhiều mà Trà My cũng muốn tranh thủ trả lời hết, cho nên mình cũng chạy tốc độ một chút nha. Sai Dạ. bến hỏi, gia đình đi F3, vợ không muốn đi và ly dị để chồng con đi diện F4, F1 được không luật sư? Dạ được, nhưng mà cái nếu mà gia đình F3 mà bây giờ chị muốn chuyển qua F1 cũng được, nhưng mà phải ly dị, và trong cái ly dị đó, trong cái giấy ly dị bên Việt Nam đó thì phải cho cái người chồng hoặc là cái người sẽ đi qua Mỹ độc quyền để đưa con cái ra khỏi nước ngoài. Tới lúc đó thì cái hồ sơ những người con họ có thể đi. Còn nếu mà trong cái bộ hồ sơ ly dị mà không có cái nội dung đó, tới lúc mà mình đi phỏng vấn đó thì lãnh sự quán họ sẽ có vấn đề với những cái đứa con này. Dạ, phải có cái giấy ủy quyền đó. Vâng. Dạ. Phúc Vinh hỏi, hồ sơ diễn HO làm từ 2001 tới nay gia đình vẫn chưa được phỏng vấn. HO thông thường đã bị cắt đứt hết rồi anh ạ. À. Không có còn để mà HO nữa Dạ. Huyền Ngọc Đỗ cho mình hỏi thăm, mình có một người cháu gái có Việt kiều Mỹ về Việt Nam cưới, đã có hôn thú. Trong thời gian chờ phỏng vấn thì người chồng bên này chết. Vậy thì bây giờ bố mẹ chồng đứng ra tiếp tục bảo lãnh con dâu được không? Xin luật sư vui lòng giải đáp. anh. Dạ, thưa chị, cái này phải quay ngược lại là nếu mà hai người đã cưới nhau rồi, thì nếu mà hai người đã cưới nhau rồi đó nha, có nghĩa là có cái hôn thú rồi đó, mà chồng chị mất á, thì trong vòng 2 năm chị có thể tự khai cái đơn I-360 và để mà chị xin đi qua Mỹ, chị không cần người bố mẹ chồng để đứng ra bảo lãnh, tại vì trong giấy tờ không có thể nào bố mẹ chồng đứng ra bảo lãnh cho chị được hết đó. Thì nhưng mà nó có cái petition, nó gọi là widower's petition, có nghĩa là những người quá quá phụ họ đã có lấy chồng mà họ có giấy tờ rồi, nói chung là họ đã có cái hôn thú mà chồng của họ cũng đã coi như là chồng hoặc vợ cũng chẳng hạn, họ đã làm cái giấy tờ bảo lãnh rồi nhưng mà bởi vì lý do nào đó họ mất, thì tới lúc đó mình lại điền cái đơn khác, thay vì cái I-130 mình điền cái đơn I-360 để coi như là mình xin chuyển cái status từ coi như là vợ chồng bảo lãnh lẫn nhau qua cái diện quá phụ. Cái đó là nó khác, nhưng mà chị phải làm trong vòng 2 năm từ cái ngày chồng chị mất. Dạ, câu hỏi cuối Đoàn Châu hỏi là trong cái diện mà ba mẹ bảo lãnh con á, thì trong lúc mà bảo lãnh từ thẻ xanh mà ba mẹ có quốc tịch thì sao ạ? Dạ thưa bạn, nếu mà ví dụ trong cái lúc mà bảo lãnh bạn mà ba má và hai bác có nhập tịch đó, thì trước hết mình phải coi mình phải coi cái ngày priority date. Tại vì bây giờ vậy, cái bài toán anh làm như ví dụ thôi nhé. Ví dụ bây giờ bạn đó là quá 21 tuổi mà ông bà lại có thể là thường trú nhân, thì cái ngày đợi á cho những người thường trú nhân bảo lãnh cho con cái chưa lập gia đình trên 21 tuổi là bây giờ sở di trú họ duyệt tới ngày 22 tháng 11 năm 2010. Rồi cái thứ hai, ví dụ trong thời gian kế tiếp ông bà có đầy đủ thời gian để mình nhập tịch thì và bạn vẫn chưa có lập gia đình thì một khi ông bà nhập tịch thì cái status của bạn sẽ chuyển từ F2B qua F1, thì cái thời gian của sở di trú họ duyệt cái F1 nó là ngày 1 tháng 2 năm 2011, có nghĩa là nó nhanh hơn cái F2B vài tháng. Thì tới lúc đó thông thường thì mình thấy cái hồ sơ nhanh thì mình sẽ xin với sở di trú để nâng cấp cái hồ sơ mình lên từ F2B qua F1, nhưng mà có vài trường hợp mà lúc mà mình ở F2B ấy, nó sẽ nhanh hơn cái F1, nhưng mà đó là so với những người ở bên Philippines hoặc là bên India hay gì đó, nhưng mà người Việt Nam của mình thì cái F1 thông thường nó nhanh hơn F2, nên vì vậy tới lúc đó mình cứ chuyển thẳng. Dạ vâng. Khanh chỉ nói trong cái trường hợp mà nếu mà cái thời gian mình đợi F1 nó lâu hơn thay vì F2B, mình có thể xin sở di trú giữ giữ cái tình trạng của mình lại ở F2B thay vì mình chuyển thẳng qua F1.
Dạ vâng, thời gian không còn nữa nhưng mà câu hỏi vẫn tiếp tục đổ về rất là nhiều. Trà My xin phép ngưng chương trình ở đây và xin hẹn quý vị và các bạn, những người tới sau, những câu hỏi tới sau chưa được trả lời đó, xin vui lòng quay lại với chúng tôi vào tối thứ tư tuần tới với luật sư Khanh Phạm, 10 giờ tối thứ tư tuần tới. Mỗi tuần chúng tôi đều có chương trình như thế này. Quý vị và các bạn chưa được trả lời lúc này sẽ được trả lời trong cái chương trình kế tiếp. Và xin luật sư một lần nữa, ở đây có một số những câu hỏi giống nhau là muốn liên lạc với luật sư, là xin luật sư cho biết cái cách liên lạc như thế nào. Dạ, thưa quý vị, cái số điện thoại của văn phòng là 281-530-6888. Còn nếu quý vị muốn email cho Khanh á, thì địa chỉ của email của Khanh là tên Khanh là khanh.phạm@bpsos.org. BPSOS là chữ B giống như bò, P giống như phở, chữ S giống như chữ sò, chữ O, chữ S. .org. Vâng, thì chúng tôi đã có lánh máy lên đây cho các bạn dễ theo dõi nhé. Văn phòng BPSOS. BPSOS là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên hỗ trợ cho cộng đồng Việt Nam ở Mỹ. Trong các cái danh mục mà họ hỗ trợ đó thì trong đó có hỗ trợ pháp lý, kể cả vấn đề di trú. Vâng, một lần nữa xin chân thành cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Những câu hỏi chưa được trả lời ngày hôm nay xin hẹn lại tuần tới. Mời quý vị và các bạn theo dõi thường xuyên. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Khanh xin cảm ơn chị Trà My và quý vị khán thính giả của đài VOA. Xin chào quý vị.